LCK là một trong những giải đấu liên minh huyền thoại lâu đời và hấp dẫn nhất trên thế giới. Đây là nơi tranh tài của những đội tuyển hàng đầu. Đứng sau sự thành công của các đội tuyển liên minh huyền thoại của Hàn Quốc, bên cạnh sự nỗ lực và tài năng vượt trội của các tuyển thủ, còn có cả những bộ não xuất sắc, những chiến lược gia thiên tài để đề ra chiến thuật thi đấu cũng như quản lý khâu bàn bếp của từng đội trong mỗi ván đấu. Sau đây, cùng với Cảm Thể Thao đến với top 5 chiến lược gia xuất sắc nhất mà LCK từng sản sinh. Vị trí số 5, huấn luyện viên Kim. Kim được xem là một trong những vị huấn luyện viên lão làng và có kinh nghiệm bậc nhất tại Hàn Quốc. Tên đầy đủ của ông là Kim Jong-soo. Ông Kim bắt đầu vai trò huấn luyện viên của mình từ năm 2014. Ông đã từng huấn luyện rất nhiều đội tuyển nổi tiếng như Samsung Galaxy, Longju Gaming, Dignitas, Invictus Gaming, T1 và Demon Gaming. Tại LCK mùa hè 2017, Kim đã cùng với Longju Gaming xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi đánh bại SKT T1 với tỷ số chóng vánh 3-1. Sau chiếc vô địch đó cùng với Longju, thành công tiếp theo mà vị chiến lược gia này đạt được đó là chiếc vô địch chung kết thế giới đầy ngọt ngào cùng với IG vào năm 2018. Tuy vô địch, nhưng ông Kim vẫn chọn cách rời đội để trở về quê nhà Hàn Quốc dẫn dắt Daewon Gaming. Với một đội tuyển sở hữu nhiều nhân tài kiệt xuất, ông Kim đã không mất quá nhiều thời gian để biến Daewon trở thành một thế lực hùng mạnh. Thành tích nổi bật nhất của vị chiến lược gia này là đưa Daewon có lần đầu tiên tham dự chung kết thế giới và tiến đến vòng tứ kết của giải đấu năm đó. Năm 2020, huấn luyện viên Kim chính thức được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng của T1 thay thế cho Koma. Ngay lập tức, ông có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp SKT duy trì vị thế của họ tại đấu trường trong nước khi có được chức vô địch nội địa lần thứ 9. Huấn luyện viên Kim nổi tiếng là một chiến lược gia tương đối mát tay khi chính ông là người tìm ra tài năng và tạo điều kiện phát triển cho hàng loạt những siêu sao đường trên xuất sắc như Khan, Deshai, Nuguri, Kana. Tuy nhiên, sau thất bại của T1 tại vòng loại khu vực trước Genji, huấn luyện viên Kim bị chỉ trích nặng nề về những quyết định khó hiểu trong khâu cắm chọn và nhân sự, đặc biệt là khi để Teddy, Kurz và Faker phải ngồi dự bị. Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, vị huấn luyện viên này cũng đã chia tay T1. Vị trí số 4, Zefa. Huấn luyện viên trẻ tuổi này được đánh giá là một trong những huấn luyện viên thiên tài và có khả năng chỉ đạo hàng đầu tại LCK tính đến thời điểm hiện tại. Trước khi thành danh trên con đường huấn luyện, Zefa đã từng là một xạ thủ. Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện mới thực sự nâng tầm và mang đến cho Zefa nhiều danh hiệu. Chiến công ghi dấu ấn đầu tiên của Zefa trong nghiệp cầm quân có lẽ là thành tích đưa Africa Fridge trở thành hạt giống số 2 khu vực Hàn Quốc đến với chung kết thế giới 2018. Mùa giải 2019 chứng kiến sự thành công vượt trội của Zefa khi vị huấn luyện viên trẻ tuổi giúp SKT hai lần liên tiếp chạm tay vào ngôi vương LCK một cách thuyết phục. Tuy nhiên, Zefa lại không thể giúp đội tuyển này lên ngôi tại MSI và chung kết thế giới 2019. Rồi SKT T1 sau một mùa giải đầy thăng trầm, Zefa gia nhập Demon Gaming. Với sự có mặt của Zefa trên bàn ghế chỉ đạo, Demon như hổ mọc thêm cánh. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc họ liên tiếp áp đảo ở giai đoạn LCK mùa hè 2020 và vô địch giải đấu. Nối tiếp thắng lợi tại LCK, Zefa đã cùng với Showmaker, Nuguri, Canyon vô địch chung kết thế giới 2020 đầy thuyết phục. Đến lúc này, người hâm mộ và ban lãnh đạo SKT đã nhận ra sai lầm khi không giữ chân Zefa. Đầu mùa giải 2021, SKT nay đã đổi tên là T1, lập tức mời Zefa trở lại bằng cái chỉ đạo với mục tiêu mang danh hiệu trở lại. Tuy nhiên, lần trở lại này đã diễn ra theo một kịch bản không vui. Zefa và trợ lý của mình là Danny bị T1 sa thải vào mùa hè 2021 vì những thành tích không tốt ở giai đoạn vòng bảng. Vị trí số 3, Homie. Nhắc đến những huấn luyện viên đời đầu khu vực LCK thì không thể nào bỏ qua Homie. Homie có tên thật là Yoon Sung-yeon. Anh xuất thân là người chơi vị trí đường trên trong màu áo của MVP và Samsung White. Sau một thời gian thi đấu, Homie đã quyết định chuyển đổi vai trò của mình từ tuyển thủ sang huấn luyện viên. Điểm nhấn trong sự nghiệp huấn luyện của Homie là chiếc vô địch chung kết thế giới 2014 cùng với Samsung White. Sau thành công đó, Homie quyết định rời Hàn Quốc để kiếm cho mình những thử thách mới. Cuối năm 2014, Homie chuyển đến VC Star Gaming, sau đó là VC Potential Gaming, rồi Team WE. Nhưng danh hiệu vẫn là thứ gì đó quá xa vời với vị huấn luyện viên này. Sau khi chia tay WE vào tháng 11 năm 2017, Homie chuyển đến Jindong. Thành tích tốt nhất mà đội tuyển này đạt được là chức vô địch LPL mùa xuân 2020. Tuy nhiên, sang giai đoạn mùa hè, GDG lại không đạt được thành tích cao ở chung kết thế giới 2020 và Homie cũng chính thức nói lời chia tay. Vị trí số 2, North. North được biết đến với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp đã từng thi đấu trong nhiều màu áo các đội tuyển khác nhau tại LCK.
Cựu tuyển thủ sinh năm 88 là một người chơi được đánh giá rất cao ở khả năng kêu gọi cũng như tầm hiểu biết chiến thuật. Năng khiếu huấn luyện của North càng được khẳng định khi anh là nhân tố đứng sau thành công rực rỡ của Rock Tigers mùa hè 2016. Sự nghiệp huấn luyện của North bắt đầu trong áo đội tuyển Huya Tiger. Khi gia nhập Bầy Hổ, những gì huấn luyện viên trẻ vừa mới chập chững vào nghề có trong tay lúc bấy giờ chỉ là những tuyển thủ trẻ và được đánh giá không quá nổi bật. Vượt qua rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn lực lượng, North và các học trò cùng nhau tạo nên một đội tuyển được liệt kê vào hàng mạnh nhất lịch sử. Mùa hè 2015, Huya Tiger lúc này đã được đổi tên thành Cool Tiger dưới sự chỉ đạo của North đã có thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, đặc biệt là chiến tích vào đến chung kết thế giới. Dù thất bại, nhưng North và các tuyển thủ đầy tài năng khi đó như Smap, Kuro, Bray, Godzilla đã cho thấy được một mặt rất tích cực và họ đã sẵn sàng cho những mùa giải bùng nổ tiếp theo. Mùa 2016 khởi tranh, Cool Tigers đổi tên thành Rock Tigers và lần đổi tên này cũng là lần đổi tên đem lại thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử đội tuyển. Lối chơi phóng khoáng, những sự lựa chọn thú vị bất chấp meta và đặc biệt là tinh thần đoàn kết vui vẻ đã giúp Rock Tigers trở thành đội tuyển được yêu mến nhất tại LCK. Họ kết thúc giai đoạn mùa xuân 2016 bằng thành tích Á quân, chỉ chịu thua trước SKT quá mạnh mẽ. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đã khác. Sự chỉ đạo tài tình của North cùng với sự xuất sắc của Smap, đầu nhỏ Peanut, Kuro, Bray và Godzilla đã đưa Rocks lên ngôi vô địch LCK với một màn hủy diệt triệt để. Tuy thất bại ở bán kết chung kết thế giới trước SKT, nhưng những gì mà North cùng các tuyển thủ trẻ của mình có được khi đó là không thể chê vào đâu được. Sau khi chấm dứt những tháng ngày ngọt ngào cùng với Rock Tigers, North phiêu bạt đến nhiều đội tuyển khác nhau nhưng không thể gặt hái thêm thành công. Vị trí số 1, Koma. Nhắc đến những vị huấn luyện viên đại tài của LCK từng sản sinh, chắc chắn Koma là cái tên sáng giá nhất. Tính đến thời điểm này, cựu huấn luyện viên của T1 đang là người sở hữu nhiều danh hiệu nhất trong đấu trường chuyên nghiệp. Trước khi bước vào sự nghiệp huấn luyện, Koma đã từng có khoảng thời gian thi đấu dưới màu áo của StarTel. Đến cuối tháng 12 năm 2012, Koma nhận lời mời từ SKT và chuyển sang vai trò dẫn dắt. Và cũng chính từ khoảnh khắc này mà một huyền thoại mới của Liên minh Huyền thoại Thế giới ra đời. Trong khoảng thời gian dẫn dắt SKT từ năm 2013 đến 2019, Koma đã giúp đội tuyển 3 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch MSI và 8 lần vô địch LCK. Nhắc đến SKT thì cái tên Koma luôn là ký ức và là một phần không thể thiếu trong những vinh quang mà đội tuyển này có được. SKT đã khai sáng cho tố chất thiên tài bên trong Koma và cũng chính SKT trở thành bàn đạp vững chãi, là đôi cánh mạnh mẽ đã đưa tài năng và tên tuổi của Koma lên đỉnh cao. Năm 2019, Koma rời SKT T1 và gia nhập VC Gaming nhưng không có được nhiều thành công. Vào đầu mùa giải 2021, Koma bất ngờ trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Demon sau sự ra đi của cặp đôi Zephyr, Danny. Tại Demon, Koma đã giúp nhà đương kim vô địch thế giới giành được thêm 2 chiếc cúp vô địch LCK mùa xuân và mùa hè, cùng với 2 danh hiệu Á quân MSI và chung kết thế giới. Với chuỗi thành tích vừa mới đạt được, Koma trở thành vị chiến lược gia có số lần vô địch LCK nhiều nhất trong lịch sử với 10 lần lên ngôi, một thành tích vô tiền khoáng hậu và sẽ khó có một huấn luyện viên nào có thể tái lập được. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là Demon đã không thể nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi thất thủ trước EDG tại trận chung kết 6 tháng 11 vừa qua. Do vậy, sự vĩ đại của Koma là không có gì phải bàn cãi. Mẫu mắt Koma trong game cũng là trường hợp ngoại lệ đầu tiên Riot thiết kế nhằm vinh danh một vị huấn luyện viên.